Lý giải vì sao kiêng kỵ mây mưa vào ngày rằm mùng 1. Bước sang tháng âm lịch mới cũng là thời điểm âm dương thay đổi, vận khí của con người vì thế mà biến động không ngừng. Bởi vậy từ xưa tới nay, cha ông ta rất chú trọng những việc làm vào ngày mùng 1 đầu tháng, với quan niệm rằng ngày đầu tháng mà suôn sẻ hanh thông thì cả tháng sẽ thuận lợi cát lành. Có rất nhiều điều cần làm và cũng nên tránh theo quan niệm của dân gian. Và một trong những điều gây tò mò mà chúng ta vẫn hay truyền tai nhau đó là cần kiêng kỵ mây mưa vào ngày rằm mùng 1. Vậy tại sao lại có điều này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay. Sự mất cân bằng âm dương là một trong những yếu tố khiến người xưa quan niệm rằng không nên mây mưa hay cần kiêng quan hệ vào ngày rằm mùng 1. Theo quan niệm truyền thống, nam thuộc dương, nữ thuộc âm, nam nữ động phòng để duy trì nòi giống. Vì thế cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng. Ý là nếu chỉ có riêng yếu tố âm thì không thể sinh được, chỉ riêng yếu tố dương thì không thể lớn khôn được. Khi âm dương không hòa hợp, không những ảnh hưởng tới vấn đề nòi giống tông đường mà còn sản sinh ra nhiều rắc rối, mối hung hòa. Vì sao cần kiêng quan hệ vào ngày rằm mùng 1? Ngày đầu tháng tức mùng 1 và ngày giữa tháng là ngày rằm, là thời điểm nguyệt khuếch khuy đông. Nguyệt thuộc âm, lúc này âm hư, tức âm dương mất cân bằng, không tốt cho chuyện phòng the, cũng như là sẽ mang tới những điều xui rủi. Sách Tố Nữ Kinh có viết: cấm kỵ giao hợp vào những ngày mùng 1 ngày rằm, ngày cuối tháng âm lịch. Phạm vào những cấm kỵ này thì khi sinh con cái sẽ bị thương tổn, còn mình thì tổn hao nguyên khí. Trong mình lúc đó bị dục hỏa thiêu, trung nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can, nên nước tiểu phát ra có màu đỏ hay màu vàng đậm, nhiều khi thì mang thêm bệnh di tinh, giảm tuổi thọ. Kiêng chuyện chăn gối vào ngày rằm và mùng 1 là theo quan điểm của Nho giáo. Họ cũng cho rằng ngày đầu tháng đầu năm cần sạch sẽ, vì thế không chỉ kiêng kỵ tình dục mà còn phải kiêng cả sát sinh nữa. Riêng về vấn đề sát sinh thì trong đạo Phật cũng đã chỉ ra rất nhiều những nguyên nhân để chúng ta tránh sát sinh, và trường hợp nào chúng ta cần tránh sát sinh thì chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau. Tuy nhiên thì theo quan điểm thời nay, yêu vào ngày nào không quan trọng, vấn đề ở đây là sức khỏe của người trong cuộc. Nếu mà cả hai hoàn toàn khỏe mạnh, có cảm hứng xông trận thì mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như những ngày bình thường khác. Đứa trẻ được sinh ra từ hai cơ thể khỏe mạnh, cảm xúc thăng hoa như thế cũng sẽ mạnh khỏe, không hề có vấn đề gì trước và sau khi thụ thai. Từ bao đời nay thì chuyện thờ cúng kiêng cữ luôn diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, và nó đã trở thành một phần đức tin trong lòng của mỗi người. Cũng giống như câu thành ngữ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu như không thực sự hiểu điều này thì nhiều người sẽ cho rằng đây là những điều mê tín dị đoan, nhưng mà thực ra lại không phải như vậy. Trước tiên thì chúng ta cần hiểu thờ cúng và kiêng cữ là gì. Thờ cúng là hành động tôn sùng một vị thần thuộc tôn giáo nào đó, có thể thờ cúng riêng lẻ trong một nhóm chính thức hoặc không chính thức. Còn kiêng cữ là tránh không ăn hoặc không làm những việc có hại đến sức khỏe của bản thân, từ bỏ một cái gì đó để hướng đến một mục tiêu khác. Có thờ có thiêng, chỉ việc thờ cúng thành tâm thì sẽ linh thiêng, mang đến vận may. Có kiêng có lành có nghĩa là chỉ cần chúng ta kiêng cử đàng hoàng, ắt sẽ gặp điểm lành. Vậy câu thành ngữ có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ý chỉ là việc thờ cúng thần linh, kiêng cữ những đại kỵ có thể giúp con người có được một cuộc sống bình an, khỏe mạnh. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, có thể hiểu nếu nhà ai có cúng bái, thờ cúng sẽ là điều linh thiêng cho những người đã mất như tổ tiên, họ hàng của chúng ta. Hoặc là khi kiêng cữ một điều gì không tốt, ắt chúng ta sẽ gặp được điều may mắn, điểm lành trong cuộc sống. Nghe thì có vẻ hơi hướng tâm linh, có thờ, có kiêng ở đây không phải là mê tín dị đoan. Tục thờ cúng tổ tiên thì vốn là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam xưa và nay. Tương tự, với việc biết kiêng cữ là một điều tốt trong cuộc sống, các chúng ta cần nhớ là nên biết chừng mực, không nên tin tưởng quá mức để rồi u mê, không lối thoát dẫn đến bị người khác lừa gạt. Mỗi câu thành ngữ là một bài học sâu sắc được đúc kết từ kinh nghiệm sống quý báu của ông cha ta. Chẳng hạn câu có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành giúp chúng ta nhận được rất nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Cúng bái, có thờ, có thiêng là sự tập trung suy nghĩ, ý thức của một cá nhân, gia đình, cộng đồng hay dân tộc cho địa điểm tín ngưỡng tôn giáo của họ. Theo phong tục và tín ngưỡng của người Việt
việc thờ cúng tổ tiên là một truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc và có tính giáo dục cao cho các thế hệ sau. Thờ cúng tổ tiên bao gồm ông bà, cha mẹ, những người có công với đất nước như thành hoàng làng, các vua hùng. Một mặt thì giúp con người hướng về quá khứ, nhớ về cội nguồn, mặt khác thì định hướng cho hiện tại, dạy cho con cháu đạo lý làm người. Và đây được xem là tín ngưỡng lâu đời, bày tỏ sự hiếu thảo, lòng biết ơn đối với những người đã khuất. Đối với việc kiêng cữ, có kiêng có lành chính là bản thân của mỗi người luôn suy nghĩ và hành động cẩn trọng trước khi làm một việc gì đó, giúp tránh những điều xấu, điềm không may vận vào người. Vào những dịp đặc biệt như là tháng củ mật hay là lễ Tết, người Việt thì luôn chú trọng từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động. Họ sợ chẳng may lỡ miệng hay làm gì đó không đúng sẽ khiến cho một năm không tốt lành của mình. Kết luận lại, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là phụ thuộc vào đức tin của mỗi người. Đức tin tốt nhất ở đây chính là trong tâm. Dù bạn không có ăn chay nhưng mà tâm tốt, sống bao dung độ lượng thì trời xanh tự át an bài, bạn sẽ gặp được điểm lành, nhiều may mắn trong cuộc sống. Để có một cuộc sống luôn có thiêng và có lành thì chúng ta hãy luôn giữ tâm của mình trong sạch, làm nhiều việc thiện. Nhờ vào những hành động, nghĩa cử mà chúng ta làm trong hiện tại sẽ mang đến nhân quả thiện ác trong tương lai. Do đó, chúng ta cần sống chân thành, không vụ lợi thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến, tâm ta sẽ an yên. Chúng ta có thờ có kiêng là cúng bái kiêng cữ ở một mức độ vừa phải, đúng mực, không cực đoan. Không nên tự tạo ra một thế siêu hình vô ngã. Đừng để bản thân bị cuốn vào những trò mê tín dị đoan, tạo tiền đề cho những kẻ xấu lợi dụng vào mê tín, tín ngưỡng khiến chúng ta tiền mất tật mang. Lòng tin khiến chúng ta lựa chọn kiêng cữ ngày giờ để không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chính bản thân chúng ta tự tạo ra sự ràng buộc phiền phức, đó là sự biểu hiện của vô minh, thiếu hiểu biết, càng ngày càng đẩy cuộc sống của chính mình vào bế tắc. Trong cuộc sống này thì ai cũng muốn mình gặp được nhiều điều may mắn thuận lợi trong công việc. Và nếu muốn tránh xa những rắc rối thị phi, hao tổn công đức, hãy nghe theo lời Phật dạy về những hành vi gây tổn hại phúc đức. Mọi người hãy tránh xa những việc này. Lời Phật dạy: tránh xa 6 hành vi gây tổn hại phúc đức, nghiệp báo về sau. 1. Bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt, ít khi làm việc thiện. Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của chính mình. Khi bố thí cho những người nghèo khổ, không được may mắn như bản thân mình, cần phải bố thí một cách thành tâm, tự nguyện, không dùng thái độ hách dịch, coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, chỉ để thỏa mãn tự tôn cá nhân. Nếu bố thí mà không đúng cách, ta không những không được cảm tạ, mà còn bị người ta căm ghét, ghi hận. Cùng với đó, nếu cuộc sống của ta đầy đủ của cải vật chất mà vẫn cứ một lòng muốn vơ vét làm giàu thêm cho mình, không chịu san sẻ với ai, thì phúc đức cũng bị ảnh hưởng. Tiền bạc là vật ngoài thân, chết cũng chẳng mang theo được, chi bằng ta hãy sống vui với hiện tại, không tham lam tích trữ tiền bạc, thấy mình sung túc hơn người thì sẵn sàng giang tay bố thí. Như thế thì cuộc sống mới hạnh phúc, thuận lợi mới dễ dàng đến với chúng ta. Điều thứ hai là hay kêu ca oán thán, gây chuyện thị phi, ghen ghét đố kỵ. Đây là những việc làm cần phải tránh thật xa, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hòa khí giữa người với người mà còn gây tổn hại đến hòa khí của đất trời. Theo tâm linh, nếu thường xuyên làm việc này, tài vận sẽ sa sút, phúc đức của tổ tiên dù có dày lâu ngày cũng sẽ tiêu tan hết. Con người làm việc gì cũng sẽ khó khăn trắc trở, thậm chí bần cùng. Nói xấu, đặt điều cho người khác, bàn chuyện thị phi thế nào, mai sau chắc chắn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế. 3. Thường xuyên sát sinh. Theo lời Phật dạy thì sát sinh là hành động đứng đầu gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh, phúc đức của con cháu sẽ bị ảnh hưởng, đời sau thì sẽ phải gánh chịu những tội nghiệp mà cha mẹ đã gây ra. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày thì việc tránh hoàn toàn sát sinh là không thể. Ví dụ như khi ta vô tình dẫm chân lên con sâu cây kiến hay giết hại những côn trùng gây hại cho mình. Vì thế nếu có thể, ta hãy hạn chế sát sinh ở mức độ tối đa. Nếu có thể thì nên tránh những công việc cần phải sát sinh. Nếu đã phải làm thì nên thường xuyên hành thiện, tích đức, thành tâm, hướng Phật. Điều thứ tư, khoe khoang, kiêu ngạo. Con người thì không ai là có thể thông thạo tất cả mọi việc. Có người mạnh ở điểm này,
có người lại mạnh ở điểm khác. Nếu may mắn có khả năng trên lĩnh vực nào đó, con người không nên lấy lòng đó làm kiêu ngạo, coi thường, chỉ tay với người khác. Bởi rất có thể ta giỏi hơn người khác ở lĩnh vực này, nhưng mà khi đến gặp phải vấn đề ở lĩnh vực khác, người khác sẽ là thầy của ta. Con người thì cần phải biết khiêm tốn, học hỏi. Khiêm tốn giúp chúng ta tiến bộ, còn quá mức hoang hoang kiêu ngạo không chỉ khiến chúng ta thụt hậu mà còn ảnh hưởng đến phúc đức sau này. Điều thứ 5, xung đột mâu thuẫn với cha mẹ bề trên. Thường xuyên xung đột, chống đối, cãi lời cha mẹ và các bậc bề trên, phúc đức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù mong muốn đạt được cái gì thì cũng sẽ không thành công. Nguyên nhân dẫn đến ác nghiệp chủ yếu là do bất hiếu và họ sẽ phải chịu quả báo lớn nhất. Cha mẹ là bậc sinh thành dưỡng dục mà con cái dù có báo đáp ngàn lần cũng không hết. Vì thế bổn phận của con cái là phải vâng lời theo cha mẹ, không được để cha mẹ buồn lòng, phải hiếu thuận, dùng hết sức báo đáp công ơn của cha mẹ. Người nào làm được như vậy thì cuộc sống hạnh phúc, dễ cầu được ước thấy, đường đời thuận lợi hơn, nhận được sự bảo hộ của thiên nhân và quỷ thần. Còn kẻ nào bất hiếu keo kiệt với cha mẹ, kẻ đó sẽ gặp khó khăn trắc trở cả sự nghiệp và nhân duyên, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, cuộc sống cũng không vui vẻ được. Theo luật nhân quả, xung đột mâu thuẫn bất hiếu với cha mẹ thì mai sau con cái cũng sẽ lạnh nhạt không tôn trọng mình. Và điều thứ 6, háo sắc hoang dâm. Người hoang dâm háo sắc là những người có tinh thần không lành mạnh. Hành động này không chỉ tổn hại đến phúc đức, sức khỏe của bản thân mà còn gây hại cho người khác, vi phạm đạo đức trong xã hội. Nghe lời Phật dạy, người làm việc này nếu lương tâm áy náy thì sẽ mãi sống không yên. Nếu lương tâm không áy náy thì phải chịu quả báo nặng nề. Quý vị thân mến, như vậy là một tháng mới đã bắt đầu và chúng tôi xin được chúc quý vị thật nhiều an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp sau.